Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Quang Khải Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3. của bộ truyện U Vương Quỷ Điện của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Quang Khải Audio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, gió thổi vi vu, rét buốt cả da người, mây xám đùn lên cuồn cuộn. Tuy chưa đến tiết trọng đông, song bầu trời vẫn đục khi núi mịt mù. Thấm thoát đã ba tháng trời. Đêm ấy, Lâm Viết Hùng tập chiêu cuối cùng của pho thần công kiều hạp chân kinh là pho võ công lợi hại nhất của huyền cung phái. Huyền cung đảo chúa đưa mắt nhìn chàng vui vẻ nói Hồng Nhi, hôm nay ngươi đã tập luyện thuần thục các môn võ công chân truyền của bộn môn rồi. Vậy ngươi có biết là đã bao lâu rồi không? Lâm Viết hồng ngơ ngác. Thưa sư phụ, đệ tử không nhớ. Hôm nay là giảm tháng 10. Hàn kỳ tập luyện của ngươi vẫn chấm dứt. Lâm Viết Hồng reo lên. À, chóng quá. Đệ tử lên núi cho đến nay đã 3 tháng rồi. Ờ, à, thời gian thấm thoát như nghẹ ngựa phi qua cửa sổ. Sáng mai ngươi chuẩn bị xuống núi. Lâm Viết Hồng thở dài nói. Thưa sư phụ, đệ tử chưa huyền cung đảo chúa nói đệ tử nên tin vào võ học của mình trong mấy tháng qua tuy chưa thể là thiên hạ vô địch nhưng hiện tại trên chốn giang hồ ngươi có thể liệt vào loại cao thủ để đạt được nguyện vọng ân oán gia cửu và bảo vệ sư môn đặc trách nặng nề ấy bằng sức lực của ngươi không thể nào đảm đang bởi vậy trước nhất ta giúp ngươi khai thông hai mạch nhâm đốc và sau đó ta sẽ thi triển môn khai huyệt thần công đại pháp đem nguồn chân ngưng nội lực 200 năm của ta truyền tặng qua cơ thể ngươi, để ngươi thay ta giải kết mối ân cửu. Lâm Vết Hồng nghe nói, rú lên một tiếng kinh ngạc. Sư phụ chàng đã ra công dạy dỗ chàng quá nhiều rồi, nay lại đem cả công phu nội lực trao tặng nữa, như vậy sư phụ chàng còn có gì nữa đâu. Chàng thở dài, lắc đầu lia liệt Sư phụ, xin sư phụ đừng thực hành môn khai huyệt truyền công. Đệ tử đã mang ơn sư phụ quá nhiều rồi. Dù tan xương nát thịt cũng chưa đáp đền nổi huống chi sư phụ lại còn vì đệ tử mà truyền chân ngân nội lực của mình. Điều đó đệ tử chẳng dám tuân lời. Huyền cung đảo chúa khoát tay nói, Hồng Nhi, ta đã rõ tâm ý người. Tuy nhiên, ngươi lại thay ta gánh một trách nhiệm nặng nề là trừ khử tên phản đồ, khai phục lệ sư môn. Hiện nay tên phản đồ gian ác ấy nhờ vào những môn tuyệt học trong bí kíp kinh thơ mà luyện được một công võ lực vô thường. So sánh với ta thì hắn không kém hơn bao nhiêu nếu ta khiêu không hy sinh như vậy thì ngươi không đủ sức mà làm cái việc đó lâm viết hùng suy nghĩ một lúc rồi nói thưa sư phụ công lực đệ tử hiện tại chẳng thấm vào đâu nhưng đệ tử cố gắng rèn luyện một thời gian trong tương lai có thể hoàn thành điều tâm niệm của sư phụ ngươi nghĩ như thế chẳng qua vì lòng tri ân của ngươi đối với ta không nỡ để cho ta mang hại mà thôi lâm viết hùng ngắt lời ờ không 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 bao giờ lệnh sư phụ dạy điều gì đệ tử cũng tuân theo duy có việc này xin sư phụ tha thứ đệ tử tự không vâng lời huyền cung đảo chúa buồn bã nói hồng nhi ngươi nói như thế có phải ngươi muốn phụ lòng ta không ngươi để cho ta giữ mãi kiều hận trong lòng đến suốt đời chăng lâm viết hùng lắc đầu nói nhỏ đệ tử đâu dám như thế huyền cung đảo chúa bỗng hét lên tiếng hét chói tai làm cho lâm viết hồng giật nảy mình từ ngày bái sư luyện võ cho đến nay ba tháng trôi qua lâm viết hùng chưa hề làm cho sư phụ mình giận dữ lần nào chàng đưa mắt đẫm lệ nhìn huyền cung đảo chúa như vừa van lơn vừa đau đớn lão nhân như cảm thông được nỗi lòng của đệ tử nên dịu giọng nói đồ đệ vì vết thương trong người ta không muốn kéo dài cuộc sống nữa dù có truyền chân ngân nội lực cho đệ tử hay không ta cũng chỉ sống trong hai năm nữa mà thôi trong hai năm Ước nguyện của ta là được tận mắt trông thấy đổ đệ, thay ta làm tròn sứ mệnh ấy. Nếu trái lại, ta sẽ chết không nhắm mắt. Lâm Viết Hồng nghe nói, tay chân run cầm cập, cúi đầu không dám cái lại nửa lời. Huyền Cung Đảo Chúa trầm giọng nói tiếp. Hồng Nhi, con chớ nhiều lời. Sư phụ đã quyết định thì không gì có thể thay đổi được. Con nên ngồi xuống để ta hành sự. Lâm Viết Hồng nuốt ực một tiếng khóc, cắn răng nói. Sư phụ, Sư phụ, con xin nghe lời. Chẳng nhắm mắt, bước nhanh đến trước mặt lão nhân, ngồi xuống. Huyền cung đào chúa nở một nụ cười đắc ý, đưa tay ra khép bảo con dã nhân. Người ra ngoài cửa tháp canh phòng, không cho kẻ nào lén đến gần đây. Rất lời, huyền cung đào chúa bắt đầu truyền chân ngân nội lực cho Lâm Viết Hùng. Đêm đã về khuya, bốn bề yên lặng. Đầu đầy tiếng gà rừng gáy vang lên, báo hiệu đêm sắp tàn chỉ chốc lát vùng đông ló dạng đỏ ửng như dải lụa chiều đột nhiên một tiếng thét thổi lên như xé không gian giữa ngọn núi hoa phong hiện ra sáu bóng người họ dùng thuật khinh công nhúng mình nhảy vọt lên thần pháp nhanh như mũi phi lao con tiểu kim nghe tiếng quát quay đầu ra nhìn điệu dáng hùng dũng đôi mắt đỏ như hai hòn than lửa đang chờ sẵn để đối phó chỉ trong choáng mắt sáu bóng người đã vượt qua mấy đống xương khô lần vào trong sân quỷ tháp bọn này chính là bốn tên tứ quái lâu nay canh gác dưới chân núi hoa phong nay lại cùng đi với hai lão nhân lùn tịt một tên mặc áo màu hồng một tên mặc áo màu vàng cả hai đều đầu to chán hói nhìn từ xa thấy như hai quả trứng biết đi vậy hai lão này một người tên là miêu cao một người tên là miêu thắng là hai anh em sinh đôi lúc nhỏ được dị nhân truyền dạy võ học nên trở thành hai kỳ tuyệt giang hồ oai trấn một vùng liêu bắc xưng hiệu là thiết thủ song yêu sau bóng người vừa xông vào sân quỷ tháp, đã thấy con giá nhân đứng trước cửa quát mắt nhìn du hồn hung thần đưa tay ra hiệu cho anh em họ miêu dừng lại sau đó nói hãy thư thả chậm bước lại chờ tay hạ nói với lão ma chủ tháp một lời thiết thủ song yêu đưa mắt nhìn du hồn phong thần nói ôi cha du hồn lão đại hôm nay lại đạo đức quá nhỉ việc gì phải cẩn trọng như vậy du hồn hung thần không để ý đến lời nói của song yêu hướng vào quỷ tháp nói lớn. Hạn kỳ ba tháng đã mãn, lời hứa chúng ta hôm nay coi như đã giải hết. Chúng ta thỉnh lão ma tháp chủ ra đây để lãnh giá vài chiêu tuyệt học. Hung thần nói rất lời, chỉ nghe gió lộng vù vù. Trừ tiếng gió ra, chẳng còn nghe một tiếng động nào khác. Trong cổ tháp hoàn toàn phẳng lặng. Thiết thủ song yêu phá lên cười lớn nói, Cần gì phải sợ sợ như vậy, quỷ tháp không phải là nơi hang hùm hò rắn anh em họ miêu chúng ta đã mang trong mình một tuyệt học há sợ ngọn cổ tháp bé nhỏ này ư rất lời hai lão nhún chân nhảy vào trong cửa tháp bỗng nhiên một tiếng thét vang lên đứng lại tiếng thét như luồng sấm dữ dội ra làm cho song yêu buốt cả ngực hai lão lùn mặt tái mét đứng khựng lại ngẩng mặt nhìn lên thấy nơi cửa tháp vừa xuất hiện ra một thanh niên tuấn tú mình khoác y phục nho sinh mắt sáng như điện mày rậm và dài Xong yêu vừa trông thấy gã thư sinh trẻ tuổi bất giác kinh ngạc. Du hồn hung thần bước đến ba bước, quắc mắt nhìn chàng thanh niên hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai? Lâm Viết Hùng. Lâm Viết Hùng sao? Phải. Ngươi là gì với quỷ tháp lão mà? Môn đồ. Môn đồ sao? Đúng vậy. Ta chưa từng nghe nói. Phải rồi. Chàng thanh niên vừa xuất hiện trước cửa cổ tháp chính là Lâm Viết Hùng. Chàng thay mặt huyền công đảo chúa, sư phụ của chàng để đón tiếp tứ quái và song yêu. Lâm Viết Hùng lớn tiếng hỏi, Các ngươi là tứ quái, song không lo nhiệm vụ gác núi. Dô Hồn hung Thần đáp, Nay hết hạn ba tháng, ta đâu còn nhiệm vụ ấy nữa. Hãy mau mời sư phụ của ngươi ra đây để cùng chúng ta tranh thủ. Lâm Viết Hùng đôi mắt nảy lửa nhìn tứ quái nói, Ta thay mặt ân sư hầu tiếp quý vị cũng là quá đủ rồi đoàn chàng quay sang phía hai lão lùn nói Còn nhị vị là ai? Đến đây có chuyện gì? Lão lùn mặt đỏ là miêu cao lớn tiếng nặng Chúng ta đến tìm sư phụ người để thanh toán món nợ ân kiểu. Nợ gì? Thanh toán ra sao? Lão lùn mặc áo vàng chính là miêu thắng sen vào. Chúng ta nói với người cũng vô ích. Hãy gọi sư phụ người ra đây. Lâm Viết Hồng nhếch môi cười nhạt. Ta nói cho người biết ta là đệ tử của quỷ tháp chủ nhân mọi việc của ân sư ta do ta gánh vác ngươi có điều gì cứ nói thẳng ra song yêu cười khẩy thằng con nít phách lối ngươi nhắm có đủ sức đảm đương không giọng nói đầy mỉa mai khiến cho lâm viết hồng giận đỏ mặt chàng trầm giọng nói đồ hay không chưa biết nếu cần thanh toán bằng võ học các ngươi cứ xuất thủ thì vừa song yêu trợn đôi mắt tròn xe hay lắm Chúng ta xem thử giúp ngươi được bao nhiêu thành công lực. Vừa dứt, Miêu Thắng phóng mình tới. Đôi mắt rực hào quang chiếu vào mặt Lâm Viết Hồng. Sau đó nói, thằng nhóc hãy lưu tầm. Lâm Viết Hồng hét to, chậm lại. Sao, ngươi còn điều gì muốn nói? Hãy xưng tên trước đã. Hờ, <laughs> ngươi cứ tiếp lão phu một trường, rồi biết tên cũng chưa muộn. Càng tốt, Miêu Thắng đưa năm ngón tay ra trước như hổ trào, phóng tới chộp vào vai Lâm Viết Hùng, đồng thời tay tà dùng hai ngón điểm mạnh và hạ môn của đối phương. Một lúc mà dùng cả hai chiêu thế vừa chỉ lẫn trào, với công lực hào hùng và nhanh lẹ, thật chẳng hổ danh ta thiết thủ song yêu vang lửng nơi liêu bắc. Lâm Viết Hùng tuy mang trong mình một nội lực 200 năm và công phu bí truyền của huyền cung đảo chúa, song chẳng chưa hề giao đấu nên nhất thời tỏ ra lúng túng. Cũng may nhờ vào nói công thâm hậu cái chộp của miêu thắng chưa làm chàng bị thương mà sức phản ứng trong người chàng bốc ra khiến cho miêu thắng bàn tay tê bớt trong lúc đó chàng vẫn nguyên như pho tượng sắt miêu cao thấy lâm viết hùng có một nội lực uyên thâm như vậy cả kinh vội quát to một tiếng nhún mình lao vào như một mũi tên bay thân người chưa đến mà trường lực đã phát ra cuồn cuộn nhằm vào trung bộ của lâm viết hùng công hám bấy giờ lâm viết hồng không còn ngơ ngẩn như trước nữa chàng di động thân hình, dùng một chiêu thức trong cựu âm tân kinh đánh trả ra. Bùng một tiếng, hai luồng cự trưởng xoắn vào nhau, nổ lên một tiếng, khói khét liệt, cát đá tung tóe Cả hai lão lùn một lượt văng ra xa ba trượng, té huỵch xuống đất như hai cái bao cát bị rớt, miệng dì dòng máu tươi. Lâm Viết Hùng vẫn đứng ngang nhiên nơi vị trí cũ, đưa mắt nhìn tròng trọc và song yêu. Thật là chuyện không ngờ. Chính Lâm Viết Hùng cũng không tưởng tượng nổi nội lực của chàng thâm hậu đến giường ấy. Tứ quái nãy giờ đứng bên ngoài, cố ý nhường xong yêu vào trận rồi tiếp tay hạ địch thủ. Giờ đây tình thế xảy ra như vậy, bốn lá ma đầu chân chối nhìn Lâm Viết Hùng không một nháy mắt. Bỗng hung thần lão đại nói với đồng bọn, chúng ta đi thôi, sau này sẽ có dịp trả mối nhục này. Tiếng nói vừa dứt, tứ quái rú lên một tiếng như ma kêu chuyển động cả núi rừng. Tiếp theo đó, bốn người lao nhanh xuống núi như bốn vẹt khói mờ. Trên sân cổ tháp, chỉ còn lại song yêu đang ngồi chữa thương. Nếu là một kẻ hiếu sát, Lâm Viết Hồng sẽ kết liễu mạng sống của song yêu chẳng có khó khăn gì, nhưng chẳng vẫn đứng đó, đợi cho anh em họ miêu hồi phục. Qua một lúc, miêu cao lồng cầm bỏ dậy, hướng vào cổ tháp, cất tiếng. Chúng ta tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ. Lâm Viết Hồng nói, xin cho biết quý dành. Anh em ta được giang hồ gọi là thiết thủ song yêu. Nay chúng ta sơ suất nên bị thảm bại, mối thù chúng ta chưa kết giải, hẹn lại ngày sau. Rất lời, hai lão luồn song yêu phóng nhanh xuống chân núi. Cái đầu to chọc lốc như hai quả bí trông rất là buồn cười. Có lẽ cuộc đời tung hoành giang hồ của đôi song yêu này chưa bao giờ thảm bại nhục nhã như vậy. Cứ nhìn vào sắc mặt bọn họ cũng biết tâm trạng cay đắng của họ đến bực nào. Bấy giờ trong cổ tháp, huyền cung đảo chúa đang ngồi dựa lưng vào vách, gương mặt tái nhợt vì chân nguyên nội lực đã mất hết. Lâm Viết Hùng vừa vào trong, thấy ân sư như vậy đau lòng nhói lên. Chàng chạy đến ôm chầm lấy huyền cung đảo chúa, khóc giống lên. Huyền cung đảo chúa cua tay nói, Đừng buồn ba, chứ khóc than, hãy vui vẻ phấn chấn. Thay ta làm tròn sứ mệnh, tức là đã trả ơn cho ta rồi đó. Lâm Viết Hùng lặng người, ngồi im nghe lão nhân giảng giải. Nhiệm vụ rất khó khăn là phải rửa hận cho gia đình, chỉnh đốn lại sự môn, trừ ta diệt mạo tạo cho vãn lâm điều phúc thiện. Nói đến đây, huyền công đảo chúa trao cho chàng một cái túi da màu vàng và sau đó nói. Trong cái túi đó, ta có đựng cây quyền trượng đầu rồng long đầu ngọc trượng. Đó là vật hán thế kỳ chân, di bảo của bổn môn. Đó cũng là tín phủ quyền uy tối thượng nhất để cho người trưởng môn đủ tư cách điều khiển các môn nhân. Các môn nhân của bổn môn hễ trông thấy tín phủ là phải quy phục mệnh lệnh. Ngoài ra, cây long đầu trượng bên trong có chất ngọc huỳnh di chuyển từ từ đời tổ sư đến nay. Lúc lầm nguy bấm vào đầu trường, bên trong sẽ bắn ra luồng ánh sáng xoay thủng được sắt thép. Tuy vậy, từ lúc nhận trưởng môn cho đến nay ta chưa hề dùng đến. Sau này, con sẽ thay ta giữ chức trưởng môn huyền cung đảo. Huyền cung đảo chúa ngừng một lúc rồi nói tiếp. Hiện tại, ta chờ con trong ngôi cổ tháp này. Con giã nhân sẽ phụng dưỡng ta trong thời gian hai năm, trải qua những ngày toàn thân bị tê liệt. Hai năm cũng vào ngày này, ta sẽ chút hơi thở cuối cùng và hy vọng trong hai năm con làm xong nhiệm vụ trước khi ta nhắm mắt. Được như vậy, ta không còn ân hận gì nữa. Thôi, con ghi nhớ những lời ta dạy và xuống núi ngay bây giờ. Lâm Viết Hùng lo ngại. Trong thời gian đệ tử xa cách, sư phụ không còn công lực nữa. Nếu có kẻ nào đến phá phách cổ tháp thì sao? Ta sẽ lấp cửa tháp, xem đây như một ngôi mộ và không kẻ nào vào được nữa. Và lại, việc này ta đã dự liệu trước. Đệ tử cứ an lòng ra đi. Lâm Viết Hùng gạt lệ, lại huyền cung đảo chúa ba lạy giá từ và nói. Xin sư phụ an lòng, đồ đệ nguyện làm tròn sứ mệnh trước lúc sư phụ lâm trùng, dù phải thịt nát xương tan để đền ơn của người. Rất lời, chẳng nhận chiếc túi da cất vào bụng, rồi bước ra khỏi cổ tháp. Bỗng nghe ầm một tiếng như trời long đất lở. Cổ tháp quỵ xuống, cửa tháp đã bị một tảng đá lớn như núi lấp mất đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy như một đống gạch khổng lồ. Nhạc Dương là một thị trấn lớn, nằm rất tỉnh Hồ Nam, có hai đường thủy bộ giao biên nên sự đi lại rất dễ dàng. Do đó, những tao nhân mặc khách cũng như các hào kiệt giang hồ thường tụ hội làm chỗ hẹn hò bấy giờ vào tiết thu phân vùng này giá lạnh hoa tuyết dây lả tả gió bắc thổi từng cơn khách giang hồ lại được dịp quây quần trong quán rượu làm cho tiểu điếm nhạc dương náo nức cả ngày đêm hôm đó vào một buổi chiều đèn trong tiểu lầu chưa sáng tỏ thì có một chàng trai tuấn tú anh bận theo lối nho sinh ghé vào kiệu điếm nhị lấy rượu ra uống thanh niên này chính là lâm viết hùng chàng vừa rời khỏi hoa phong sơn Dẫn thân vào giang hồ để tìm thù rửa hận Ý nghĩ đầu tiên của chàng là dò xét tên phản đồ nơi huyền môn cung để giải kết mối kiểu hận của sư phụ chàng. Sau đó, chàng sẽ tìm kẻ gia thủ để báo oán. Sau khi chọn một chiếc bàn nơi góc lầu, chàng dõi mắt quan sát khắp nơi, thấy thử khách giờ này khá đông đảo. Trai thanh gái lịch ngồi xuống xịt trước hiên lầu trò chuyện ẩm ý. Chàng thắc mắc nhủ thầm. Trời lạnh như thế này, tại sao họ không vào trong cho ấm, chen nhau làm gì ngoài hiên? Tên tiểu bảo vừa đi ngang Nhưng hiểu được ý chàng, cúi mặt nói nhỏ: Nếu công trừ, nếu công tử chưa đói lắm, xin mời công tử ra hiên lầu ngắm phong cảnh đông đỉnh hồ. Về mùa mưa, cảnh đẹp của đông đỉnh hồ không sao tả nổi. Lâm Viết Hùng đã từng nghe phụ thân của chàng nói lúc chàng còn nhỏ về phong cảnh động đỉnh hồ, nhưng mãi đến nay chàng mới có dịp đến đây, lẽ nào bỏ qua rất uổng. Chàng đứng dậy bước ra hiên lầu, nhưng vừa ló đầu ra chẳng bắt gặp nổi một đôi mắt hào quang nhìn chả như hai luồng điện nhìn ký thì đó là một lão nhân sắc mặt hồng hào dâu dài và trắng ăn mặc theo lối đạo sĩ dáng điệu uy nghi các thước biết đó là một võ lâm giang hồ nhưng vì mới dấn thân vào giang hồ trên đường hành hiệp chẳng không muốn để lộ tung tích sớm nên vội né mình sang một bên đi về phía khác trong góc hiên lầu có một chú ăn mày nhỏ đang ngồi trước đĩa thịt gà nóng bốc hơi nghi ngút lâm viết hùng bước lại gần chú ăn mày nheo mắt nhìn chàng huynh đài nếu không chê tên tiểu du này xin mời huynh đài ngồi vào đây đối ẩm cho vui được dịp che mắt quần hùng lâm viết hùng không ngần ngại ngồi ghé vào chiếc ghế bên cạnh nhưng bỗng chẳng kinh ngạc vì chú ăn mày nhỏ này chàng trông rất quen như đã gặp một lần ở nơi nào vậy chàng vồn vã hỏi các hạ có thể cho biết danh hiệu không chú ai mình nhỏ trợn mắt nhai hai cái đùi gà một lúc rồi sau đó nhìn chàng tiểu du cái tiểu du cái là thế nào là đứa bé ăn xin giang hồ vẫn gọi tiểu đệ là như thế tại hạ muốn rõ quý danh mạnh cứng mạnh cứng sao tại sao lại ngạc nhiên lâm viết hùng ngơ ngác chẳng mới xa cách giang hồ ba tháng tại sao lại có chuyện thay đổi như vậy chàng còn nhớ mạnh cứng trước kia là sư đệ của cô gái Xuân Trở, người mà chàng rất có cảm tình. Tại sao hôm nay trở thành một cậu bé ăn xin? Tuy bên ngoài ăn mặc rách dưới, nhem nhuốc, nhưng nhìn kỹ bên trong, chú bé không có gì thay đổi khác, mà da mặt hồng hào, đôi mắt sáng quắc, tỏ ra công phu võ học của hắn không phải tầm thường. Bỗng mạnh cứng nhìn sững vào chàng, rồi á lên một tiếng. Lâm Viết Hùng vội đưa tay bịt miệng hắn, hỏi nhỏ, cái, cái gì thế? mạnh cứng chừng chừng nhìn chàng. Ngươi là đồ đệ của quỷ tháp lão mà. Như vậy có gì mà ngươi kinh ngạc chứ? Ngươi không biết rằng, hiện nay giang hồ võ lâm đã hay tin, ngươi cùng quỷ tháp lão ma bỏ ngôi cổ tháp, rời hoa phong đỉnh, dấn thân vào giang hồ, tiếp tục những cuộc thảm sát sao? Điều này rất quan trọng, giang hồ đang mở đại hội liên công để diệt trừ sư phụ của ngươi đó. Lâm Viết Hồng nghe nói thở dài hỏi, ai đã đồn đại như vậy? Tứ quái võ lâm Lâm Viết Hồng chợt hiểu ra. chẳng không ngờ tứ quái đã nuôi hận thù với thầy trò chàng và hành động ác độc như vậy. Chàng cảm thấy bắt đầu lo ngại. Mạnh cứng nói tiếp. Riêng ta với người còn một lời giao kết chưa thành toàn. Lâm Viết Hùng nhớ lại câu chuyện ở bờ hồ. Nhưng hiện nay chàng đang mang nặng tình cảm với cô gái Xuân Trở nên không muốn gây chuyện với Mạnh cứng. Chàng muốn làm thân với chú bé An xin này khai thác tin tức võ lâm. Chàng dịu giọng nói lời giao kết đó chưa cần thực hiện vội. Tại sao? Vì đó chỉ là việc nhỏ. Còn việc gì lớn hơn chứ? Tài hạ muốn rõ, tại sao quý huynh lại cải dạng làm kẻ ăn xin? Điều đó ta không thể nói với ngươi được. Tại sao? Rất dễ hiểu, vì ngươi chính là kẻ thù của ta, của sư môn ta. Hai tiếng tử thù, chẳng hiểu tại sao Lâm Viết Hùng có cảm giác như luồng kim khí đâm thẳng vào tim chẳng chẳng muốn hỏi thăm cô gái Xuân chờ, nhưng biết chắc không thể nào nhờ vào chú ăn xin này được. Đột nhiên, giữa lúc đó, có tiếng nhạc ngựa reo vang từ góc đường hướng đông vọng lại. Số thử khách đến trên lầu đều hướng mắt về phía động đỉnh hồ. Lâm Viết Hồng động tánh hiếu kỳ cũng thò đầu ra lan can nhìn xuống đường. Một con tuấn mã phóng nước đại từ góc đường hướng đông nhanh động về đồng đỉnh hồ. Nháy mắt đã đến trước mặt nhạc dương lầu rồi sau đó dừng lại. Chàng nhìn kỹ người kỵ mã thì thấy đó là một thiếu nữ. Khi nhận ra, chàng bột miệng ồ một tiếng. Bóng sau lưng chàng có tiếng gọi. Công tử, xin mời vào bàn rồng rượu, kẹo đồ ăn nguội mất. Lâm Viết hồng quay lại, thì thấy tên tiểu nhị đã bày bình chén trên chiếc bàn lúc nãy. Hắn mỉm cười nhìn chàng như muốn nói. Chàng văn nhân nho nhã, chàng ngờ cũng biết nhìn chọn giai nhân. Lâm Viết hồng theo chân tiểu nhị trở vào bàn. Ngay lúc đó, tiếng chân người khua động đến cửa thang lầu quang cảnh trên lầu đột nhiên sáng sủa thêm vì trông thấy một thiếu nữ trạc tuổi 17 hiện thân đến trước cầu thang. Màng mặc một bộ xiêm lụa màu xanh lục, bên ngoài tròn một chiếc áo hầu kiều, mặt trắng như dồi phấn, môi đỏ như thoa son, mắt xanh biếc, mũi hạnh, mày ngài, vóc hình thon, ngực nở lưng ong, đôi chân tròn trịa và dài, thật là một thiếu nữ nhan sắc diễm lệ. Tuy nhiên, đi đôi với sắc đẹp ấy, mọi người nhất cảm thấy nghẹt thở, vì nàng có mang trên lưng một thanh trường kiếm tay hữu cầm một chiếc roi ra, tay trái chống vào sần, dáng điệu như một kẻ hung tàn bạo ngược. Nàng vừa hiện thân, bốn điếm nhị đã khiếp vía chạy lăng xăng, khiến mọi người đều nhìn sững và thiếu nữ không chớp mắt. Thiếu nữ cao mày hét. Các ngươi thật là vô lễ, chẳng lẽ nhạc dương lầu không tiếp đãi nữ khách sao? Giọng nói của thiếu nữ sang sảng, hàm chứa một công lực dồi dào, làm cho người nghe phải đinh tai nhức óc. Nhưng trong giọng nói lại có cái gì êm đềm như oanh hót, thoang thoảng tiếng trêu buồn, khiến cho cùng một giọng nói mà có cả cái đắng ngọt bụi lẫn lộn. Thật là lạ lùng. Tên điếm nhị lấy lại bình tĩnh, đến gần thiếu nữ nói. Ờ, à, xin cô nương đừng giận, mời cô nương hãy sang bên này. Hắn vừa nói và lấy khăn lau nhanh chiếc bàn và mời thiếu nữ ngồi vào đối diện với chiếc bàn của Lâm Viết Hồng. Thật là chuyện ngẫu nhiên. Thiếu nữ không để ý đến thực khách xung quanh, ngang nhiên bảo tiểu nhị. Ngay mau dọn cơm nước cho bổn cô nương dùng bữa tối vì bổn cô nương còn phải thuê phòng ngủ tạm đêm nay. Tên điếm nhị cười trả lễ nói, à, xin cô nương chớ lo, hãy dùng rượu cho ấm bụng đã. Nhạc dương lầu đã nổi tiếng là nơi ăn ngon ngủ ký, thì đối với vị khách quan như cô nương, chẳng lẽ không làm hài lòng hay sao? Thiếu nữ nhòe một nụ cười đẹp như đóa hoa hồng, cất tiếng trong trẻo nói, được lắm, ngươi khéo chiều khách đó. Bồn cô nương sẽ chiều theo ý người, thuê một gian phòng. À này, còn con ngựa, các ngươi lo chăm sóc tử tế, thức ăn và rượu dọn lên thiếu nữ vừa trầm ngâm vừa uống rượu nơi bản đối diện lâm viết hồng đưa mắt dò xét nàng nhưng thỉnh thoảng chàng bắt gặp đôi mắt sáng quắc của thiếu nữ nhìn sang khiến cho chàng không dám ngẩng đầu lên cứ cúi đầu xuống ăn luôn miệng nhưng lâm viết hồng tiểu lượng quá kém chàng vừa uống được ba chung thì đôi má đã đỏ ao như hai quả hồng ác hại thay thiếu nữ vẫn không buông tha đôi mắt long lanh của nàng vẫn chừng chừng nhìn lâm viết hồng không ngớt bằng những cái nhìn truyền cảm nhưng muốn cướp đào hồn chàng vậy. Lâm Viết Hùng đã đỏ mặt vì rượu, lại còn đỏ thêm vì thẹn thùng. Sau cùng chàng phải gầm mặt xuống bàn, tránh đôi mắt trêu ghẹo của thiếu nữ. Bỗng có tiếng nói từ xa vọng lại. Nữ khách quan, đừng đùa với trẻ con làm xốn mắt người xung quanh. Đôi má hồng đào của hắn đâu chịu nổi ánh mắt chữ tình sôi bỏng của cô nương. Chẳng lẽ cô nương muốn dùng ánh mắt đâm thủng đôi má của hắn hay sao? Giọng nói phát ra từ góc lầu, không ám chỉ một người nào nhưng thiếu nữ vốn thông minh biết có kẻ đã chế giễu mình đôi mày thanh nhướng lên cao ly rượu vỗ nhẹ xuống bàn phát ra một tiếng cạch tức thì một chiếc đũa trên tay nàng bắn xẹt vào góc lẩu như mũi tên đâm vào miếng đùi gà của chú ăn mày nhỏ đang gặm thật là một chuyện phi thường không ai ngờ được sức phóng đũa nhanh nhẹn của thiếu nữ nàng đã dùng một tuyệt học võ công phóng chiếc đũa phóng như một mũi phi tiêu không ai trông thấy kịp Lời chế diễu vừa rồi phát ra trong góc lầu Cũng chính là do chú ăn mày nhỏ mạnh cứng Mạnh cứng tái mặt trước hành động của thiếu nữ Hắn thừa hiểu Thiếu nữ chỉ cảnh cáo hắn Chứ muốn hại hắn Thì chiếc đũa ấy không phải cắm vào miếng đùi gà Mà cắm ngay vào cò họng hắn rồi Tuy nhiên với tánh hài hước Chú ăn mày lại dùng chiếc đũa ấy làm tay cầm Tiếp tục cắm đùi gà và gieo to Cảm ơn cô nương đã giúp cho kẻ ăn mày này có một chiếc đũa Bị chiêu cợt thiếu nữ mắng What con mày muốn bọn cô nương hóa kiếp mày sao câu nói chưa dứt một luồng chỉ phong xé gió đâm thẳng về phía chú ăn mày nhỏ tiểu ăn mày la lên ai 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 nhanh như chớp hắn phóng mình lên xà nhà một tay treo trên xà ngang một tay vẫn cầm đùi gà nhai chép miệng luồng chỉ phong của thiếu nữ không bắn trúng chú ăn mày nhỏ mà đâm thẳng vào chiếc bàn đằng sau tiếng gió veo véo mọi người kinh ngạc vì nơi bàn này có bốn thực khách đang ngồi đối ẩm ai cũng tưởng việc không lành đã xảy ra cho bốn thực khách này. Nhưng không, một lão nhân trong bốn người thực khách đã dùng ly rượu tạt ngang, hóa giải ngay luồng chỉ phong của thiếu nữ. Sự việc xảy đến nhanh như trước, khiến ai trông thấy cũng phải giận người và kinh ngạc. Với người thường thì không thấy gì, nhưng đối với võ lâm giang hồ thì cái tạt ly rượu của lão nhân vừa rồi chính là một công phu thượng thẳng đã dò nội lực vào cái tạt ấy. Thiếu nữ hướng về bốn lão nhân nơi góc lầu nói, À, bàn cô nương không ngờ đã mạo phạm đến tứ lão tiền bối. Thật vậy, bốn lão nhân này chính là bốn vị võ lâm tiền bối ẩn cư không xuất hiện giang hồ. Nhưng vừa rồi, võ lâm gặp nạn sóng gió nên họ cố tìm gặp nhau nhóm đại hội quần hùng tìm cách dẹp loạn. Trước đây 50 năm, danh diệu Hải Thiên Tứ Hiếu vang lừng trong hai đạo hắc bạch giang hồ. Họ là Bắc Ni, Đông Kiếm, Tây Trưởng, Nam Tiên. Thiếu nữ vừa nói, đôi mắt nhìn sang bốn lão nhân sáng quắc lão nhân mặt hồng không lưu ý đến tia mắt của thiếu nữ thản nhiên nâng ly rượu uống từng ngụm trên xà nhà tiếng cười hô hố của chú bé ăn mày vang lên thiếu nữ giận tái mặt toan đứng dậy thì bỗng nghe dưới cầu thang có tiếng chân người rầm rộ trước mắt họ đã leo lên cầu thang bọn này gồm có sáu người dẫn đầu là một cụ già râu phất phơ thân mình cao lớn hai ngôi huyệt thái dương nhô lên cao đôi mắt sáng rực như điện diện mạo oai phong lẫm liệt đúng là một hiệp khách giang hồ theo sau là một chàng trai ăn mặc theo kiểu nho sinh, mắt lồi miệng rộng, mũi hếch. Tuy trời lạnh, nhưng gã cầm một cây quạt nan bằng giấy. Theo sau hai người này là bốn tên đại hán, mặt mũi hưng dữ, dáng điệu rất sắc sược. Cả sáu người vừa lên đến sàn lầu, gã trung niên nho sinh quét đôi mắt sáng rực nhìn từng người trên tiểu điếm. Bỗng hắn mím môi cười hóm hình, bước thẳng đến trước mặt Lâm Viết Hùng. Lâm Viết Hùng ngạc nhiên, chố mắt nhìn sáu khách lạc cố gắng tìm hiểu xem mình có quen biết gì với họ không gã trung niên nho sinh hướng vào lâm viết hồng nói tiểu hiệp tề động chủ chúng tôi xin mời tiểu hiệp rời bước ngọc đến hàn trang có việc cần lâm viết hồng ngơ ngác hỏi lại mời tôi sao phải xin phép các hạ quý động chủ là ai vậy tề động chủ là thuần vu cốc thành thuần vu cốc thanh sao phải Ờ... Thế thì các hạ đã lầm rồi Tài hà với quý động chủ chưa từng quen biết Gã trung niên nho sinh cười lớn <cười> Chúng tôi không thể lầm được Thiếu hiệp có phải là lâm viết hùng không Đúng vậy Như thế Tài hạ làm sao mà nhầm lẫn được Xin thiếu hiệp theo chúng tôi về động Kéo động chủ của chúng tôi nhọc lòng trong đợi Lâm viết hùng nghĩ ngợi một lúc rồi nói Quý trang viện hiện ở đâu Cách nhạc dương thành Về phía đông mười dặm động chủ mầy tài hạ có điều gì dạy bảo? Trung niên nho sinh trầm lặng giây phút rồi nghiêm giọng nói: tài hạ không được rõ, thiếu hiệp đến Hàn Trang, tể động chủ sẽ nói rõ sau. Lâm Viết Hồng lấy làm lạ, là, chàng vừa rời khỏi sư môn đến đây, chưa có việc gì gây hấn trong giang hồ, tại sao lại có chuyện mầy mọc lạ lùng như vậy? Cứ nhìn vào thái độ của lão nhân và gã trung niên nho sinh, thì rõ ràng họ không phải là những kẻ tầm thường. chàng nghiêm giọng nói: thôi được. Viên các hạ về thưa lại với động chủ tài hạ sẽ đến quý trang viện vào ngày mai hiện giờ trời sắp tối rồi sương tuyết rơi đầy tài hạ không quen dãy nắng dầm mưa chàng vừa từ chối thì lão nhân cao lớn đi cùng với trung niên nho sinh đã bước đến cất giọng oang oang nói tề động chủ mời ai thì nhất định không để kẻ ấy được chỉ hoán xin thiếu hiệp lên đường ngay đừng do dự không tiện giọng nói của lão to đến nỗi rên cả tiểu lầu cái nhìn của lão đâm thẳng vào chàng như hai luồng điện. Lâm Viết Hồng vốn tính cao ngạo, há chịu để ai bức bách mình trước mặt thiên hạ. Gương mặt đẹp của chàng sầm lại, chàng lạnh lùng đáp. Theo lời nói của lão nhân, nếu tài hạ không đi ngay bây giờ thì không được sao? Lão nhân mỉm cười. Thiếu hiệp nói rất đúng. Thế nếu tài hạ không đi thì sao? Lão nhân trầm giọng nói. Nếu thiếu hiệp không làm hài lòng động chủ chúng tôi, thì lão phu buộc phải đắc tội với thiếu hiệp. Lâm Viết Hùng cau mày. Các ngươi muốn dùng uy lực bức bách kẻ khác. Đó là chuyện bất đắc dĩ. Chàng nổi giận nói. Như vậy xin cứ thực hiện. Chàng nói chưa dứt thì lão nhân đã vươn hai tay, ngón tay chĩa nhanh vào huyệt môn của Lâm Viết Hùng bằng vào một thủ pháp ảo diệu vô cùng. Bỗng một tiếng hét nổi lên như hạt rẽ ngang trời. Tiếp theo một đạo hàn quang xé gió bắn vào hai ngón tay của vị lão nhân, uy mãnh và nhanh không thể tả. Lão nhân trông thấy thất kinh, vừa rút nhanh hai ngón tay lại và xòe bàn tay bắt đón đạo hàn quang. Ngỡ là ám khí độc, nhưng khi lão nhân vừa xẻ tay ra thì đó chỉ là một chiếc đũa che sơn vàng. Tuy đón bắt dễ dàng, nhưng lão nhân cảm thấy bàn tay tê buốt, khiến lão phải nhăn mặt, quắc mắt nhìn thiếu nữ quát to. Ngạnh đầu, ngươi là ai mà dám can thiệp vào chuyện của lão phù? Thiếu nữ cười khẩy đáp, bọn cô nương là ai các ngươi không cần tìm hiểu. Các ngươi ý đông hiếp yếu, ta thuận thay cảnh cáo cho các ngươi biết. Nếu các ngươi không bằng lòng Thì các ngươi làm gì được bổn cô nương chưa Lão nhân đôi mày bạc nhướng lên Sắc mặt hầm hầm Sán chiếc đũa tre trong tay Lá vận khí chuyển vào Phóng trả về phía thiếu nữ Chiếc đũa như mũi tên bắn vút đi Thiếu nữ không chút sợ hãi Nàng chỉ mỉm cười Đưa hai ngón tay trắng mịn lên Xòe ra kẹp lấy chiếc đũa một cách nhẹ nhàng tuyệt đẹp Lâm Viết Hùng trông thấy tác tởi khen thầm Chẳng không ngờ cô gái này có một bản lĩnh cao diệu như vậy. Tuy nhiên, chàng không muốn vì chàng mà thiếu nữ này phải dính líu vào công việc gây hận thù với kẻ khác. Nên chàng đứng dậy, bước đến trước mặt thiếu nữ nói. Đa tạ cô nương có lòng hào hiệp, nhưng việc này xin để mặc tay hạ gánh vác. Đoạn chàng nói với trung niên nho sinh. Thôi được, ta bằng lòng đến Hàn Trang ngay bây giờ. Gã trung niên nho sinh được lời như cưỡi mở trong lòng. Bao nhiêu giận dữ đều tiêu tan mất, hắn nói. Tốt lắm, xin mời thiếu hiệp rời bước. Lâm Viết Hồng gọi tiểu nhị trả tiền rượu, rồi theo gã trung niên nho sinh bước xuống thang lầu giữa bốn tên đại hán. Riêng lão nhân khi đi ra còn tỏ vẻ hậm hực, nhìn thiếu nữ bằng cặp mắt chói người. Thiếu nữ nhướng đôi mảy liễu cười ngạo nghễ nói: "Nếu ngươi còn oán hận, sau này thiếu gì cơ hội gặp nhau, bọn cô nương chờ đợi có dịp tiếp ngươi vài chiều "Được lắm." Lão nhân vừa đáp vừa cười hăng hắc, rồi bươn bà chạy theo đồng bọn. Bấy giờ bốn lão nhân ngồi uống rượu trong góc lầu mới lên tiếng gọi thiếu nữ nói lý ngạnh đầu hãy sang bên đây ngồi cho vui thì ra thiếu nữ này đã từng quen biết với hải thiên tứ hiếu bốn vị tiền bối võ lâm này xem thế độ biết sự nghiệp võ công và thêm thế địa vị của nàng không phải là tầm thường nàng miễn cưỡng lại ngồi gần hải thiên tứ hiếu một trong bốn lão nhân có sắc mặt hồng nhìn nàng nói người xưa con nói khi người đẹp giận gương mặt rất đáng yêu. Thật vậy, thiếu nữ này càng tức giận, gương mặt càng đẹp thêm lên. Nàng phụng phiểu, lão bá trêu chọc hoài. Lão nhân mặt hồng phá lên cười hi hi, nhau mắt nhìn nàng. Lý ngạnh đầu, ngươi khó tánh như vậy sao? Thiếu nữ gượng cười, già chẳng lo yên phận, còn muốn soi mói việc người khác. Tiếng mõ canh ngoài thành đã điểm hai hồi, báo hiệu bước sang canh hai. Trong tòa nhà khách điếm nhạc dương, mọi người đều đã đi ngủ. Nhưng chỉ là cái yên lặng bên ngoài. Nếu có ai để ý, thì thấy phía sau hậu viện xuất hiện một bóng người thon thon, vẹt cửa sổ nhảy phóc ra ngoài như vẹt khói mở. Xem y bị gió cuốn vào nhau phát ra tiếng phần phật. Chiếc bóng thon thon ấy hướng về phía đông chạy như bất biến. Chưa hết, chiếc bóng ấy vừa vượt qua độ một vài trường. Đằng sau hậu viện khách điếm lại vọt ra thêm một bóng đen to lớn. Bóng đen này cũng lao vút đi như là cánh sao xẹt đuổi theo bóng thon thon đằng trước. Thoạt nhìn kẻ chạy người đuổi như hai kiểu nhân thi triển khinh công. Tuy nhiên, hai bóng ấy không phải ai xa lạ, chính là vị thiếu nữ và vị lão nhân mặt hồng. Cả hai đều có mặt trên nhạc dương lầu lúc ban chiều. Cách nhạc dương thành về phía đông 30 rằm có một khoảng đất rộng hàng trăm mẫu, hai bên trúc mọc xanh rì. Giữa khu rừng trúc, nhà cửa san sát, lâu đài nguy nga, đây là một trang viện ẩn trú của một vị võ lâm nước tiếng hào kiệt. Bây giờ vào cuối giờ hợi, tuyết giá không còn rơi đỏ nữa, song sắc trời vẫn đục, gió rét ẩm ý. Thiếu nữ chạy đến ven rừng trúc, nàng bỗng nhún mình nhảy lên một cành cây cổ thụ, đưa mắt nhìn vào trang viện quan sát. lại nói thì vào lúc này lâm viết hùng được lão nhân và trung niên nho sinh đưa về trúc lâm trang giữa thính đường một lão nhân khoác áo gấm bông đang ngồi chờ đợi chính là trúc lâm trang chủ thuần vu cốc Thành. vừa thấy mặt chàng cốc chủ đã bước đến nói lâm thiếu hiệp lão phu làm phiền lâm thiếu hiệp một chút hiện tại lão phu có việc nhỏ cậy lâm viết hùng đáp tại hạ không từ chối xin lão tiền bối cho biết mục đích thuần vu cốc Thành nói Việc này khá quan trọng. Phiền thiếu hiệp vào trong trang viện, lão phu sẽ giải bày. Lâm Viết Hùng cũng đang hậm hực vì chàng có cảm tưởng mình bị bắt ép đến đây nên đáp nhanh. Chàng phải tiểu sinh thiếu hỏng nghiệp nghĩa, nhưng tiểu sinh không thể nấn ná lâu trong trang viện này được. Nói đến đây, chàng tỏ ý cáo tử. Thoản vu cốc thanh chố mắt nhìn chàng, trầm giọng nói. Thiếu hiệp hãy chậm lại. Lâm Viết Hùng vừa bước đi vừa quay lại hỏi. Trang chủ không nói rõ mục đích bắt ép tiểu sinh đến đây. Tiểu sinh không thể nào làm vừa lòng trang chủ được. Thoản vũ cốc thanh khỏa tay. Tốt hơn, thiếu hiệp nên lưu lại đây trong đêm nay. Lâm Viết Hồng thấy nét mặt thoản vũ cốc thanh biến đổi. Giọng nói hàm chứa vẻ uy hiếp, khiến chàng cảm thấy không vui, bèn nghiêm mặt nói. Tiểu sinh đã nói hết lời. Thực tại tiểu sinh không thể vâng mạng được. Trang chủ chưa lắm lời vô ích. Thiếu hiệp muốn dạy bổn trang đêm nay Sao? Trang chủ muốn bước bách lưu giữ tiểu sinh sao? Thuần vu cốc thanh phá lên cười hăng hắc. Thiếu hiệp đã vào bổn trang rồi, không thể ra đi dễ dàng như vậy được. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẩy cắt đứt giọng nói của trang chủ. Tiếp theo đấy, một giọng êm đềm như tiếng nhạc từ bên ngoài vọng vào đại sảnh. Tòa trúc lâm trang viện bé tí tì, làm như có cả tường đồng vách sắt, có thể muốn bắt giữ ai cũng được hay sao? Tuy giọng nói trong êm, nhưng âm ba chắc nịch khiến người nghe nhức óc đinh tai. Tám tên đại hán đứng gác bên ngoài đại sảnh và bốn tên thanh y thiếu niên đứng hầu đằng sau lưng Thoản Vu Cốc Thanh, nghe giọng nói này tất cả đều xanh mặt, không ai bảo ai, đồng thời tuốt kiếm cầm tay chỉ trả lệnh trang chủ. Thoản Vu Cốc Thanh sớm vắt rắc, biết địch thủ đang núp trên mái nhà, nhưng sát mặt vẫn bình thản, hướng lên trần nhà nói: "Lão phu bận trò chuyện với Lâm thiếu hiệp, nên chưa kịp nghênh đón quý cô nương. Bên ngoài gió lạnh xương nhiều, xin mời vào đại sảnh dùng chén trà nóng. Lời nói chưa dứt, một cơn gió tạt vào, một bóng người thon thon nhẹ nhàng đáp xuống như cảnh lá rơi. Ngày ấy chính là thiếu nữ đẹp tại nhạc dương lầu lúc ban chiều. Thiếu nữ hiện thân đứng song song với Lâm Viết Hùng, mỉm cười nhìn trang chủ. Thoản vu cốc thanh trầm giọng hỏi. Cô nương quý tánh đại danh là gì? Đang đêm hôm, đột nhập vào tệ trang có việc gì? Thiếu nữ nhếch môi cười nhạt. Bọn cô nương họ lý, vì có việc cần đến đây. Lý cô nương có điều gì dạy bảo? Thiếu nữ chỉ lâm viết hồng nói, người này là một thư sinh yếu đuối, trang chủ phái thủ hạ đến cưỡng ép đem về làm gì? Cô nương làm rồi. Thiếu hiệp đây là đệ tử của quỷ tháp chủ nhân, vốn có liên hệ với mối gia cửu nên lão phu cho thỉnh về để dò xét. Thiếu nữ kinh ngạc, đồ đệ của lão ma quỷ tháp sao? Đúng vậy. Lúc đầu thiếu nữ có vẻ kinh ngạc Xong chỉ phút chốc nàng lại bình tĩnh nói Dù là kẻ gia kiểu Cũng phải xử sự, sự cho minh bạch Sao lại hành động ám muộn như vậy Thiếu nữ chưa nói rất lời Thì ngoài cửa trang viện bỗng có tiếng hét lớn của sáu tên đại hán Ai? Các ngươi là ai? Hãy đứng lại ngay Trang chủ đang Tiếng quát chưa dứt Đã thấy tám bóng người nhanh như cắt hạ xuống trước cửa đại sảnh Tám người này mặc y phục giống nhau Cùng một màu xanh lá mạc trên mặt mỗi người đều che kín bằng một chiếc khăn lụa màu xanh thoản vu cốc thanh trông thấy bọn người này mặt tái sắc hỏi lớn các ngươi là ai đang đêm lén vào bổn trang có việc gì một trong tám tên bịt mặt bước tới trước mặt của trang chủ nghiêm giọng nói chúng ta là phiên xa bát kiếm hầu trước viện đế quân thoản vu cốc thanh giật mình hỏi lại quý vị tới đây có điều gì dạy bảo tên bịt mặt nói hãy giao gã nho sinh này cho chúng ta đem về nạp cho đế quân thuần vũ cốc thanh tỏ vẻ trần trở ấp ống nói việc này gã bịt mặt nạt lớn người dám cái lại mệnh lệnh của u vương quỷ điện sao thuần vũ cốc thanh cung kính nói lão phu đâu dám bấy giờ lâm viết hùng và thiếu nữ họ lý đứng một bên nghe cuộc đối thoại giữa hai người lấy làm lạ thuần vũ cốc thanh hẳn là một cao thủ võ lâm lại là trúc lâm trang chủ danh phận không phải là nhỏ, tại sao lại sợ sẻ tám tên bịt mặt này đến thế? Không rõ tám tên bịt mặt là người như thế nào, bọn chúng tự sinh lệnh đế quân là đế quân nào vậy? Thiếu nữ họ Lý hình như đã đem hết hiểu biết của mình suy đoán một phần nào sự thật nên mạnh dạn bước ra lớn tiếng nói. Chúng bay là những kẻ trùm khăn dấu mặt, chẳng dám xuất hiện để nhìn vào sự thật, thì có gì là vinh dự mà phách lối như vậy? Nàng vừa nói rất lời, một gã bịt mặt khác trong bọn bước đến trước mặt nàng trầm giọng rít lên ngạnh đầu lớn mặt, ngươi dám nói những lời không kể đến bậc tôn trưởng sao chúng ta sẽ dạy cho ngươi một bài học về lễ phép cùng với câu nói gã bịt mặt vươn ra song chỉ xỉa ngay vào kiên tỉnh huyệt của thiếu nữ nhanh như chớp giật thiếu nữ hét lên một tiếng lanh lảnh hai chân xây dịch ra như liên hoa lưng ong tựa như là vành công bật ngược ra sau tránh ngay song chỉ vừa đâm tới tay hữu đột nhiên phát mạnh nhắm ngay vào huyệt linh đài trước ngực của gã bịt mặt phản công. Gã bịt mặt không ngờ thiếu nữ phản ứng nhanh như vậy, vậy cuốn mình né tránh, vừa xuất thủ công phản, chiêu thức linh diệu khôn lường, bất giác gã buột miệng kêu lên một tiếng. a à! Tuy nhiên, gã bịt mặt vẫn tỏ ra không kém, chân hữu đảo một vòng, thân mình xoay về hướng thiếu nữ, tà trưởng vung vào ngọc uyển, hữu trưởng kích vào hông, hai chiêu phát ra cùng một lúc nhanh như trước. Thiếu nữ rên lên một tiếng, thân mình nhẹ nhàng đảo qua bên tả ngọc trường đẩy mạnh ra đón ngay kình phong của địch thủ bình một tiếng hai luồng trường phong xoáy tròn những đồ vật trong đại sảnh rớt tung lên bể nát cả hai vẫn động sức cùng nhau không hơn không kém bấy giờ cuộc chiến bắt đầu sôi nổi hai bên sắp lại gần nhau gang tấc đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy hai đấu thủ di động như một làn khói mở thoang thoảng không nhìn rõ được bóng người chỉ chốc lát họ đã trao đổi nhau trên bảy tám chiêu thế bóng gã bịt mặt đang trò chuyện với thuần vu cốc thanh quay sang trầm giọng hét thất đệ hãy lui tức khắc gã bịt mặt này dường như là thủ lãnh trong bọn bát kiếm nên lời nói của gã đã làm cho gã bịt mặt đang giao đấu với thiếu nữ vội phóng mình lui về vị trí cũ lâm vết hồng nãy giờ đứng bên ngoài trông thấy tài nghệ của thiếu nữ thầm khen phục chàng bước đến trước mặt gã bịt mặt thủ lãnh nói các ngươi là ai vậy hừ Chúng ta là ai, ngươi không có quyền hỏi đến. Ta ra lệnh cho ngươi phải theo chúng ta đến quỷ điện để tham bái đế quân. Đế quân của các ngươi là ai? Đến đó sẽ biết. Nhưng tại sao ta phải làm cái chuyện đó? Rồi ngươi sẽ biết. Nếu ta không đi thì sao? Thì ngươi sẽ trở thành một đống thịt vụn tức khắc. Lâm Viết Hồng cười khinh bỉ. Ngươi chớ có tự phụ. Ngươi muốn giao thủ với ta một mình. Hãy cần có bát kiếm liền mình gã thủ lãnh bát kiếm nhảy dựng lên nửa bước trầm giọng nói chỉ một mình ta cũng đủ rất lời hắn đã vươn năm ngón tay như vuốt rồng chộp vào huyệt linh đài của lâm viết hùng thế chào cực kỳ lợi hại nhanh nhẹn khôn lường lâm viết hùng không hề bối rối chỉ nhích mình lay động bờ vai đã lách qua biên tả tránh thoát đồng thời buột miệng gọi to dừng tay lại tiểu tử ngươi còn muốn nói gì nữa lâm viết hùng nói trong đại sảnh quá chật hẹp không phải là nơi giao thủ. Chúng ta hãy ra sân đại điện tranh tài. Tốt lắm. Lâm Viết Hồng chậm rãi bước ra khỏi đại sảnh. Khi chẳng đứng đối diện với địch thủ, thần sắc chẳng quá uy nghi, chứng chạc, làm cho đối phương phải kinh phục. Cả đến nàng thiếu nữ họ Lý cũng không khỏi cảm mến. Chẳng đưa mắt nhìn gã thủ lãnh bát kiếm, cất giọng ôn hòa nói. Tiểu sinh thấy các hạ không phải là đối thủ với tiểu sinh. Chỉ bằng rằng thành bắt long kiếm trận để giao đấu với tiểu sinh thì tiện hơn. Giọng nói trầm hồng của chàng làm cho bát kiếm nghe đều kinh ngạc. Bát Long kiếm trận là một môn kiếm bí truyền của bọn người bịt mặt này, chưa từng thi triển hay công bố trên giang hồ. Trừ những cao thủ trong vương cung thì người ngoài không một ai biết được. Tại sao gã nho sinh này lại thông thạo như vậy? Gã thủ lãnh bát kiếm hét to. Ngươi thuộc môn phái nào? Có phải là đồ đệ của quỷ tháp lão ma không? Lâm Viết Hùng cười nhạt. Đúng, ta là đồ đệ của quỷ tháp. Tại sao ngươi hiểu được uy danh của bát long kiếm trận? Điều đó các ngươi không có quyền chất vấn. Gã thủ lãnh bát kiếm cười nhạt. Bọn môn bát kiếm trận là một trận thế phi phàm. Kiếm trận vừa giàn xong đã thấy kiếm khí xông lên 9 tầng mây, mặt đất tối sầm. Tiểu tử, ngươi làm gì có đủ tài tiếp nhận? Đừng có lớn lối. Ngươi có bao nhiêu công lực hòa hậu? Hãy tiếp lão phu một trường xem sao. Rất lời, hắn buông ra một trường, dùng ý dò xét công lực của lâm vết hồng ra sao nhưng hắn đã dùng đến bảy thành công lực. Lâm Viết Hùng muốn mượn cơ hội giao chiến này do xét tung tích võ học của gã bịt mặt xem thuộc môn phái nào, đồng thời cũng để chinh phục họ. Vì thế, chẳng đợi luồng trưởng phong của gã đến gần mình mới vận dụng kiểu ma dương công, vắt nhẹ tay áo làm trường lực của đối phương bị hóa giải, chỉ còn phảng phất như ngọn gió heo may. Thật là một công phu thượng thẳng, khiến gã thủ lĩnh bịt mặt cất lên một tiếng kinh ngạc, trố mắt nhìn Lâm Viết Hùng đến độ thở thẫn. Gã không ngờ, một gã nho sinh nhỏ tuổi như vậy lại mang trong mình một nội lực uyên thâm và một công phu tuyệt kỳ. Bỗng Lâm Viết Hùng cười ha hà. Bằng vào trường lực của ngươi, nếu tiểu sinh chống đỡ, ngươi không khỏi bị thương học máu nằm bất tỉnh. Gã bịt mặt giận dữ, đôi mày cau lại, nhưng không nói được lời nào. Lâm Viết Hùng nói, các ngươi còn tròn trò gì nữa, không hợp lực dùng bắt long kiếm trận giao đấu với ta. Tuy bị kinh ngạc trước công phu thượng thặng của Lâm Viết Hùng, nhưng gã thủ lãnh bịt mặt mang trong mình một tuyệt ký võ công chưa thảm bại làm sao mà chịu nhục hắn hét lên thằng oát còn ngươi chưa xứng đáng là kẻ chống đỡ bắt long kiếm chặn đầu hãy cùng ta giao đấu một chiêu nữa vừa dứt lời gã di động thân mình Xong trưởng quay một vòng lao mình tới nhắm ngay vào hai đại huyệt của lâm viết hùng công tới nhanh như điện chiều thế này của hắn đã dùng chọn mười thành công lực với khí thế trầm hùng dù vậy Lâm Viết Hùng nhìn thấy hắn không phải là đối thủ của mình Nên không cần phải dùng đến công lực phản kích Chẳng đợi cho song trường của gã tới gần Búng tranh nhảy lộn lên một vòng Chỉ nghe đánh vút một tiếng Thân hình của chàng biến mất nhanh hơn tiếng động Đến nỗi đối phương không thấy kịp Thân pháp của chàng sử dụng vừa rồi Vừa đẹp mắt vừa ảo diệu Nhưng chàng đã gây ra một rủi ro Ngoài sự tưởng tượng của mọi người Trong lúc cô gái họ lý Vì say xưa công phu võ học của chàng Đứng dựa vào tường đá tán thưởng bất ngờ chàng lộn mình thi triển môn hoàn thân đầu pháp luồng trưởng phong của gã thủ lãnh bịt mặt không đánh trúng chàng mà bắn tới đánh ập vào người thiếu nữ nàng không đề phòng nên không kịp phản ứng chỉ nghe nàng hét lên một tiếng chói tai rồi té quỵ xuống lâm viết hùng bối rối nhảy lên đỡ lấy nàng dậy sau đó hỏi cô nương có sao không nên biết gã thủ lãnh bịt mặt mang trong mình một tuyệt thế võ công cùng với nội lực uyên thâm trường lực của lão không phải là tầm thường may nhờ thiếu nữ họ Lý là bậc nữ kiệt giang hồ, lại đứng cách xa nên không đến nỗi thịt nát xương tan. Thiếu nữ gượng đứng lên, hai khuế miệng rỉ ra hai dòng máu tươi. Nàng nói, thiếu hiệp, xin thiếu hiệp đừng lo lắng đến tôi, hãy đề phòng địch thủ. Rất lời, nàng ngồi xuống đất vận khí chữa thương. Sự việc xảy ra bất ngờ, đến nỗi cả tám người trong bọn bịt mặt đều ngơ ngác. Gã thủ lãnh bịt mặt tuy bất ngờ gây trọng thương thiếu nữ họ Lý, song không thấy lấy làm đắc thắng vì gã đang kinh ngạc trước võ công của Lâm Viết Hùng. Gã hét lớn. Tiểu tử, ngươi khéo dùng tà thuật tránh né. Đâu đáng mặt là anh hùng võ lầm. Lão Phu lấy làm thương hại cho người đó. Lâm Viết Hùng buông một chàng cười ngạo nghế. Tiểu sinh không ngờ các hạ là một cao thủ giang hồ mà kiến thức nông cạn như vậy. Thật là đáng tiếc. Tiểu sinh không có nhiều thì dò giải thích. Nếu các người muốn giao đấu thì hãy sử dụng kiếm pháp đi. Tiểu sinh hứa chỉ dùng tay không mà chống đỡ. Nếu trong vòng 10 chiều mà tiểu sinh không đoạt được kiếm thì tiểu sinh tự nguyện chặt bỏ hai bàn tay này. Giọng nói của Lâm Viết Hồng vừa ngạo mạn vừa khiêm nhường khiến cho bọn bát kiếm giận đến tái mặt. Gã thủ lãnh bịt mặt phá lên cười rồi tò thay vào bọc lôi ra một thanh đoàn kiếm tỏa ra muôn ngàn tia sáng lạnh đến buốt người cất giọng nói tiểu tử ngươi quá điên rồ ngạo nghĩ ngươi mang trong người một tuyệt học đấy song ta không muốn nhận lời khoác lác của ngươi chỉ cần ngươi tiếp ta đủ 10 triệu đoàn kiếm này rất lời gã dương mắt xanh biếc dọi thẳng qua vương lụa bằng những tia sáng hận kiều đoạn đưa đoạn kiếm lên ngang hông chân soạt ra hình chữ ngũ nghiêm trang oai vệ như một con quỷ tướng trước đám quần ma lâm viết hùng vẫn đứng ngang nhiên ôn tồn nói tiểu sinh thừa sức đón nhận ngươi cứ dùng hết khả năng xuất thủ nếu thế xin mời các hạ tiếp chiều lời nói vừa dứt tay trái gã vẫy nhanh ra một hư chiều tay hữu loạn động thanh đoàn kiếm hào quang tỏa ra lạnh buốt người chân gã đạp vào hồng môn công trung ép vào thanh kiếm bên mình nhắm ngực lâm viết hồng đâm tới theo thế long hình nhất thức vừa đạp vào hồng môn vừa sử dụng hư chiêu thật ra gã thủ lãnh bịt mặt cố ý thăm dò trình độ võ công của đối phương hợp thư như thế nào nếu đối phương loạn động thân hình sớm thì sẽ bị thanh đoàn kiếm biến thế áp đảo ngay lâm viết hồng đã thừa hiểu căn nguyên kiếm pháp long hình làm sao lầm lẫn được chàng vẫn đứng yên đợi cho đoàn kiếm sắp chạm vào mình chàng mới ngã mình ra sau vắt nhẹ tay áo và thân đoàn kiếm. Gã thủ lãnh bịt mặt thất kinh, vội thu thanh đoàn kiếm vào lòng bàn tay, biến thế chém xà và hông đối thủ. Lâm Viết Hồng như đã biết trước, đưa hai ngón tay, dòng nội lực kẹp lấy đốc kiếm, đồng thời quật trở lại, điểm nhẹ và yết hầu nơi cổ tay của gã. Beng! Một tiếng khô khan, đoàn kiếm rơi xuống đất. Tám người bịt mặt đồng thời rú lên một tiếng kinh ngạc. Tiếp theo, tám bóng người đồng loạn xông vào một lượt bỗng từ trên mái trang viện nổi lên một chàng cười hăng hắc, làm cho mọi người kinh hãi, không ai bảo ai mà tất cả đều dừng lại. Tám gã bịt mặt và thuần vu cốc thanh đều lẩm bẩm. Ai vậy? Họ còn đang chố mắt nhìn nhau, thì một lão nhân thân mình mập tròn từ trên cao rơi xuống trước mặt lâm viết hồng, nhẹ nhàng như một chiếc lá, không gây ra một tiếng động. Bấy giờ, thuần vu cốc thanh và bát kiếm sĩ mới trông thấy rõ mặt tướng mạo của lão nhân một cách tưởng tận. Vị lão nhân này đầu tóc bạc phơ, mày dài mắt nhỏ, đôi má phúng phính, da mặt đỏ ao, luôn luôn nở nụ cười hì hì. Tướng mạo của lão nhân rất đặc biệt, khiến mọi người trông thấy đều nín thở. Tám gã bịt mặt có vẻ giống động kinh sợ, riêng gã thủ lãnh khép kiếm, chép miệng lẩm bẩm. Thật kỳ quái, nghe đồn lão ta đã ẩn tích mai danh gần 50 năm, không xuất hiện giang hồ. Tại sao hôm nay đến đây một cách đột ngột như vậy? Lão nhân mặt hồng vừa hiện thân, đã nhìn Lâm Viết Hồng cười ha hả nói tiểu từ ngươi thật là chân nhân không để lộ hình tướng ra ngoài chính lão nhân ra cũng không nhận được căn cốt của ngươi nói đoạn lão quay sang gã thủ lãnh bát kiếm nói các hạ đã rơi kiếm thảm bại còn đợi gì mà không lánh mặt đi xin lão nhân thứ lỗi tài hạ không thể bỏ đi được vì thầy hạ mang trong mình một nghiêm lệnh nghiêm lệnh sao dạ phải Hờ, <laughs> ngươi có biết ta là ai không nếu tài hạ không lầm thì lão nhân chính là một vị danh chấn giang hồ 50 năm về trước, một vị trong hải thiên tứ hiếu, tề tiền bối. Đúng vậy, đúng vậy, ta chính là Tây trưởng tề trọng nhân. Không ngờ đã chôn vùi tên tuổi của mình trong hoang sơn cùng cốc 50 năm này, thế mà còn có kẻ nhớ đến. Cười một lúc, Tây trưởng tề trọng nhân nói, các người tuân lệnh đế quân quỷ điện, đến đây cầm giữ gã nho sinh này sao? Gã bịt mặt thủ lãnh bát kiếm nói, không sai, nhưng ta ra lệnh cho các người phải rời khỏi đây ngay lập tức. Điều này chúng tôi không dám tuân lệnh. Tây trưởng tề trọng tấn hét lên một tiếng làm rung chuyển cả không gian. Rồi tiếp theo là một chàng cười quái gì. Tiếng cười như một ma lực làm cho mọi người nghiêng ngửa như muốn điên đảo tâm thần. bóng gã thủ lãnh bát kiếm ra hiệu cho đồng bọn. Chúng ta đi thôi. Tức thì tám tên bịt mặt lần lượt rời khỏi trang viện. Tây trưởng bước lại gần thiếu nữ nói ngạnh đầu, ngươi bị thương khá nặng đấy, nhưng người đã có người lo, lão nhân xin giá biệt. Thiếu nữ mở mắt nhìn Tây Trường chưa kịp đáp lời, thì lão nhân đã búng mình phi thân mất rằng. Lâm Viết Hùng đứng nhìn theo tỏ vẻ khâm phục. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện U Vân Quỷ Điện của tác giả Trần Thanh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Quang Khải Audio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.